anh ruột của mình. À, nên lúc nãy thì em gọi nghe gọi là cháu đó hả? Nên gọi Hường là cháu. À, ảnh là tên Nam Bình. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Cần Giuộc của tỉnh Long An. Và hôm nay là một ngày khá là đặc biệt trong chuỗi video clip về cái cô bé 33 tuổi nhưng mà có cái thân hình như trẻ lên 3 tại một cái căn biệt thự cực kỳ ám ảnh như thế này. Hôm nay thì được tin cái cô bé này, một số cô bác quý anh chị thì nói là bé có vấn đề về tâm linh. Còn vấn đề của em thì về tâm linh hay là tâm thần nữa là một cái câu chuyện chưa lý giải được. Mặc dù là gia đình của ba mẹ của bé đó có hướng dẫn các bé đi nhiều nơi nhưng mà vẫn chưa chữa trị được. Và sau lưng đây là cái căn biệt thự mà hàng ngày mà Bùi Hồ quay cho cô bác quý anh chị thấy, nơi mà bé Hường với những cái tiếng cười gợn người đang ở trong đây. Và hôm nay thì Bùi Hồ cùng với em nhân chứng channel cũng như là thầy Trúc Phương đến đây để mà dùng Phật pháp để mà có thể là cho những cái phần âm ở nơi đây bớt ngôi nhà này bớt đi phần lạnh lẽo cũng như là phần âm có thể là được siêu thoát. Nó mong là với một buổi cúng như thế này thì nó sẽ mang lại cho bé một cái hiệu quả, và đặc biệt là về cái vấn đề tâm linh. Thì ở đây thì các anh em cũng không có chia sẻ gì về vấn đề mê tín dị đoan, nhưng mà đây là một phần tâm linh, là một phần trong cuộc sống, nên giúp được như thế nào thì các anh em cũng như Bùi Hồ cũng như em nhân chứng cũng như là thầy Trúc Phương giúp cho em có một cái cuộc sống tốt hơn và đỡ gánh nặng hơn cho gia đình. Và đây là ba của bé Hường, anh Lâm. Hôm nay thì biết thầy đến đây cúng thì cảm xúc của anh bây giờ như thế nào ạ? Thầy cũng từ xa, thầy cũng nghe nói là thầy lặn lội lại đây cũng giúp cho gia đình anh chị. Gia đình anh chị cũng mừng dữ lắm. Dạ. Để cho cháu nó được bớt phần nào đỡ phần đó. Dạ. Nó đỡ. Dạ. Thầy rất mong là cái buổi cúng hôm nay thì bé sẽ thuyên giảm đi phần nào về cái sự mà la ở trong cái căn biệt thự này, để cho bé mong rằng là Phật pháp sẽ cho bé một cái sự nhiệm màu nào đó để bé có thể trở về cái cuộc sống bình thường giống như là bao người cô gái khác. Và bây giờ thì em sẽ cùng vô trong để mà quay cho cô bác quý anh chị thấy ha. Đây là một cái căn biệt thự mà nếu như mà ở ngoài cái căn biệt thự này thôi thì chúng ta có cảm giác rất là bình thường, nhưng mà khi bước vào cái căn biệt thự này thì bao trùm một sự lạnh lẽo u ám, và thậm chí là có sự gợn người ở trong đó. Hôm nay thì thầy Trúc Phương cũng như em Nhân cùng đến đây để mà bày ra một cái bữa cúng thí thực cho các vong linh cũng như là các vong hồn ở đây. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Bà con thì bà không biết, bà có thấy không? Hai đứa mà chết hết đứa rồi thầy. Trước khi là cũng 11, 12 tuổi trước xong. Anh có cái gì anh cứ nói với thầy, không anh nói chị chia sẻ với thầy đi. Chị đưa chén cho anh đem vô đi, chị chia sẻ với thầy đi, chị gần hơn. Chết xong đúng không? Đứa em chết rồi, chết xong rồi anh. Dạ anh. Người anh chết xong. Dạ. Anh ruột của người ta. Thầy có cảm giác là như vậy. Nên rồi mình do cái điều kiện mình không có nên mình chưa vô đây, đây mình ở khó khăn á, dạ. Mình mới không có đất để dạ. Ở mình mới chưa lên ở, dạ. trong quá trình mình ở á thì vô nhà người ta mà dạ. Xin phép mà dạ. Khiến cho vợ chồng lục đục nhau những cái chuyện cãi giả không đúc, dạ. Khi mà mình không ở đây nữa, mình dọn đây ở thì nó lại cái chuyện lại bình thường, dạ. Có không? Dạ thì con hả? Ở đây rồi hả, tối rồi con bỏ con đại rồi con ở có đúng một năm thôi, con ra đây chị em mới nói thôi đừng ở chẳng nữa, ở chẳng rồi con cái đi mần không ai dòm ngó, ra đây rồi chị em chòm sớm nó dòm ngó dùm,
Đó, giờ con ở có 1 năm thôi, giờ con ra. Chỗ nào cũng đắp, chỗ nào đắp có đắp là có nghĩa là có người ở. Dạ. Mình dù là cái những cái mình không thấy được, như là gọi là kỳ nhân không phải mình. Nên chỗ nào cũng có chủ á. Chứ mình ở chỗ nào thì mình biết trước sau, biết xin phép này nọ thì nó dễ dàng hơn. Chứ còn nó chỗ nào cũng có đó. Dạ. Giống như cái biệt thự này, nó là cái biệt thự hồi xưa là nó, nếu mà tính bây giờ thì cái biệt thự này rất là mắc á. Dạ. Thời xưa mà họ có tiền là họ cực kỳ có tiền họ mới xây được cái này. Dạ. Nó phủ nó rộng cỡ đó. Nên khi mà cái người chủ mà họ mất đi, họ cái sự mà chấp vô cái nhà của họ, họ không đi. Dạ. Không đi rồi họ đôi khi mình vô họ nhà mình xin ở hết rồi họ mấy. Rồi sao con trai kia chị mất rồi xong mất rồi. Đứa đều bệnh vậy hết rồi, con bên chồng con hả, bà chị chồng bà cũng khó khăn, con ở không được, con mới ra đi con bỏ lại hai đứa như vậy đó. Cái quan trọng là lúc mà hai vợ chồng anh chị vô đây có con chưa? Dạ con vô đây thì con được hai đứa, còn chồng con hiện giờ là cha dượng của con bé này. Còn cha dượng nó ở bên hai đứa luôn đúng không? Dạ hai đứa. Lúc mà sinh ra là bị hết luôn. Dạ. Chuyện này chuyện của cá nhân của mọi người. Dạ. Rồi rồi giống như phải nghe anh chồng chị nói là lúc mà ảnh cúng đây hai anh chị mới không có cãi giả như nhiều. Dạ. Mình thấy anh có cúng hay không? Dạ. Anh có bưng đồ anh qua anh cúng. Dạ. Thì cúng gì nó không có cãi, mình kính trọng nở đất người ta mà mình không kính trọng cho được. Dạ. Nên nói đâu xin phép vui lắm. Nên ở đất đó mình phải có kính trọng. Dạ. Kính trọng với nhau. Để mình mới có cái vấn đề mình ở được, như vô nhà người ta mình phải có xin phép. Dạ. Về tại sao mà con chị nó chết nước, thầy biết thầy có cảm nhận nó chết nước thôi chứ thầy không thấy gì hết. Dạ. Thầy có cảm nhận là có một cái gì trong tay nên thầy mới hỏi ba dượng nói là có người chết nước. Dạ, đã chết nước. Chứ thầy mới gặp chị đầu tiên thầy không biết gì hết nha. Thầy không có đủ cái thiên nhãn thì dòm được người dòm kia nha. Thầy chỉ có cảm nhận là nghe là có đúng có sai chứ không phải là đúng hết thôi. Nên đừng có ấy, nên khi mà con mình chết nước á thì có thể nó đi theo em mình, theo em nó. Ờ khi hai anh em nó chơi với nhau mình không biết, hiểu không? Nên hôm nay cảm cái việc là thầy cúng rồi đốt luôn áo cho nó đỡ ấm đỡ lạnh. Thì chúng mơ cúng này chị khi mà chị khi mà đúng mà đốt giấy chị đốt áo chị phải nghĩ trong đầu nó mặc được, nghĩ con mình mặc được thì mới mặc được, chứ ngoài ra không thể nào mình mà mặc được. Thì cái việc mấy mốt mình rút kinh nghiệm là mình đi đâu cũng vậy hết, trước khi vô mình làm một cái lễ cúng xong rồi xin, nếu người ta cho ở thì ở, còn ở được thì đừng ở. Nói chung hồi xưa con khổ dữ lắm, giờ con vô con liều ở đại hà đó. Thì không, mình tại hồi đó mình không biết, là chỉ cần một chén cơm với một chén cơm với là một cái thức ăn mình cúng là người ta mình cũng trình bày được rồi. Nếu mà chủ nhà ta cho ở thì ở, không chủ nhà ở mình đi ở ra cái liều ở. Chứ hồi đâu ở chúng gia đình anh vợ chồng cũng lộn cãi lộn nhau chuyện đáng, đúng không? Thì đó giờ thôi giờ biết vậy, nhưng mà sau này có dịp mấy chuyện ấy, nên chị nên bỏ cái nghề sát sanh, không có, đừng có nên làm cái nghề mò cua bắt ốc nữa, chuyển qua làm nghề mình làm nghề phụ nhà người ta cũng được, chứ làm nghề đó sát sanh là cứ nghiệp với chồng nghiệp, đẻ hai đứa con là bị thần kinh hết là ấy. Thì hồi đó cô bác người ta cũng nói hả con hả đừng có sát sanh nữa, mà vì cuộc sống khổ quá đi. Rồi thôi hả, nửa tháng nay ông chồng con không quyết định là ông không có cho con đi nữa. Và giờ hai mình, chồng đi ve chai. Thì lụm ve chai hoặc là mình đi làm. Bây giờ ở đây kinh tế nó phát triển rồi, mình đi làm tập vụ á, có nghĩa làm phụ nhà ta giờ á. Thì nó còn hay hơn cái nghề mò cua bắt ốc. Mò cua ốc nhiều quá là mình dẫn đến mình cái phước mình giảm xuống, tuổi thọ mới giảm xuống. Tại vì ai cũng có mạng sống á. Yeah. Do cái khổ mình cho mình không biết, bây giờ mình biết rồi. Chị nhớ rồi. Hồi xưa chị mò cua ốc cái tiền nó cũng tan biến, anh vợ chồng cãi giả nhau không đúng. Bây giờ từ lúc mà mình làm nghề làm với cha mình thấy ít cãi giả nhau hơn. Nó là cũng có là cái nhân duyên của nghiệp á, tại do mình không thấy thôi, cái thiệt ra đó là nghiệp. Thôi cố gắng đi, rồi
Hồi xưa mình bắt ấm bắt cá nhiều, nếu mà hàng tháng mình có tiền mua một hai con cá mình phóng sanh để trả lại cái nghiệp đó, để cho mình gia đình ăn. Cuộc sống này nó năm nay cũng phải tiền là bốn mấy rồi phải không? Dạ con 54 rồi. 54 rồi thôi. Dạ. Thì cái cuộc sống này 54 rồi, còn 6 năm nữa 60 rồi. Dạ. Thì gián đi, tại vì nếu mình không làm được á, đến cái tuổi mình càng lớn thì cái nghiệp nó kéo được. Dạ. Bệnh nhiều. Dạ. Nên, còn bệnh dữ lắm. Do sát sanh mới bệnh. Dạ. Thì cố gắng. Có như nãy giờ là con nằm con nhức đầu á. Nằm nhức đầu. Nó gọi là hành căn. Dạ. Có hành căn không? Dạ không biết có không mà con nhức đầu à, lên bác sĩ à, nói rối loạn tiền đình à, muốn vui vui buồn buồn hà con nhầm khi tối ngày con không nói tới cái hai đó, đó cái đó dạ. Là cái cũng hành căn á. Dạ. Hành căn là cái chuyện này tâm linh mình không nói được. Dạ. Muốn vui vui muốn buồn buồn. Dạ, muốn vui vui muốn lúc buồn. Lúc mày muốn chửi ai chửi. Dạ. Chửi chửi với ai không? Con thì nói chung hả con vui buồn chứ còn con không có chửi ai. Thì chửi chồng không? Không. Dạ, dạ chồng tốt. Con nói là con nghe chứ con không có nói đi nói lại. Không trả lời đi lời lại. Để vô cúng hay là giúp nhân cùng với các anh em sẽ bài một buổi cúng thí thực ngay tại cái căn biệt thự cổ này. Cái việc mà cúng các phần vong linh cũng như là thí thực như thế này thì em nhân rất là gành. Em muốn cái nào ha? Cái này ha. Em thử xin một cái này, được không anh Hùng? Được bình thường. Hôm nay việc bài cúng như thế này cũng như cho cái căn biệt thự này bớt đi phần lạnh lẽo. Trái cây này mới dễ nha. Thời gian đó thì em Nhân cùng với các anh em cũng đã sắp xong các phần cho cái buổi lễ cúng hôm nay. Và đây là các phần phẩm để mà cúng ngày hôm nay nè mọi người. Đủ 12 chiếc. Ở đây thiếu một cái muỗng rồi nè. Đây thiếu một cái muỗng nè. Đồng ơi lấy cái muỗng. Đây. Bye.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan
Thì thầy Trúc Phương đang đọc những bài kinh thí thực cho các phần vong linh trong căn biệt thự cổ như thế này. Và ở đây thì mọi người có thể nghe rõ tiếng chuông cũng như là tiếng kinh của thầy. Chưa anh Dũng? Dạ. Ăn uống no chưa?
con hút thuốc xong ăn uống xong no xong rồi đi siêu nha, mặc áo xong rồi chú đút áo cho mặt ấm nha. Dạ. Ừ. Rồi xong chuẩn bị áo đốt đi. Nhớ là khi đốt phải nghĩ đến người này mặc được. Đốt là phải nghĩ đến người này mặc. Vậy là anh Bình là anh của chị đúng không? Đúng rồi, anh là nhà anh ruột luôn á, anh ruột của chị. Là chết là bên ngôi nhà này, khi anh mất là bên ngôi nhà này. Tại chỗ cây bần ngoài này sát bên đây luôn. Trời ơi. Nếu nữa không anh? Đã rồi. Anh cần gì thêm không? Anh Bình ơi. Tại anh ở đây á, anh phù hộ nghe dữ lắm á. Nó tình chính á. Anh phù hộ nó đâu cho nó thấy đâu. Trời. Là bao nhiêu năm rồi anh vẫn còn ở khu vực này luôn, anh chưa đi. Anh mấy chục năm. Anh ở lẫn quẩn đây đi đâu. Là anh vẫn hiện tại vẫn ở lẫn quẩn ngôi nhà này. Anh coi, dạ. Coi em mình. À dạ. Coi em. Khi mà em tới lần trước là anh thấy em không? Thấy chứ, anh làm thinh mà, em đâu thấy anh đâu. Dạ. Khi em vào đây em quay là có bị phạm lỗi gì trong ngôi nhà này không chị? Không. Dạ. Anh có gì muốn nói với thầy không? Để anh hút thuốc hả? Dạ. Thèm thuốc. Là bấy lâu nay không ai đút thuốc cho anh hả? Có chứ, có còn á. À, sau này anh thèm dữ hả? Đông vui. À. Đông vui. Thì đây là cái trường hợp đầu tiên mà mình đi quay mà mình gặp được cái cảnh mà cúng mà nhập xác lên gần như là nó rất là chân thật luôn á cả nhà. Tại vì khi trước đó mình đã nói chuyện với anh chị là anh chị này cũng không phải là cái người mà lừa dối trong chuyện tâm linh đâu nha. Đây là một câu chuyện có thật chứ không phải gì sắp xếp cho bộ cúng hôm nay mà chị làm để đây đâu. Rất mong là mọi người đừng có nghĩ gì cả. Đây là một cái là gần như là nó hiện trong khoảng hơn 2 năm của mình về cái mặt vấn đề về tâm linh. Trước giờ đã thuốc nó đã đó anh nghe không? Kêu bằng anh đó. Anh Phong đó. Động hết bài kinh cái xin thuốc này. Anh cần điếu nữa không anh? Được. Anh uống nước không? Uống sữa không? Không, cho anh chai nước đi. Nước ngọt, nước ngọt, nước ngọt. Lấy rồi mình xuống. Hả? Sao con muốn gì? Lên. Lấy uống đi. Lấy con này. Uống từ từ thôi anh ơi. Uống. Ui. Con uống đi. Chị có đói gì không? Anh. Không, uống đi. Dạ. Cháu uống đi. Cháu uống này là con. Chị này là kêu cái anh đó là bằng cháu là đúng rồi. Là đây là lần đầu tiên là anh gặp. Bây giờ chú muốn gì? Dạ ăn con. Nay nay thầy cúng đông vui ăn uống đầy đủ, thầy bố thí đầy đủ thì ăn thì no rồi dám mà tụ tập nghe. Dám tụ tập nghe. Dạ. Không mấy chứ làm cái ngạ quỷ này cứ nhập vô đau khổ lắm á. Buông niệm để siêu sanh nha. Cố gắng nha. Dạ. Rồi xuất gia đi. Xuất gia đi cho em. Nãy giờ chị biết gì không? Không. Là chị cảm thấy nực thôi hen. Không nhớ gì luôn hả? Không. Biết gì? Nãy giờ chị có uống nước chưa? Chị có uống nước không? Không, nãy giờ thầy cúng ngồi đây hả? Niệm xin con gái chị mà. Chị có hút thuốc không? Không. À. Chị niệm chị xin thầy ấy á, chị chắp tay cầu xin con gái chị. Không. Nãy giờ là chị cũng đang ngồi niệm khi là là cái đó dự nhập vào cô dự nó như là vong nhập xác nhập vô thôi. Dạ. Nếu như một người anh đi bảo vệ em mình chết mấy chục năm để bảo vệ em mình phù hộ em mình. Dạ. Cái thương tình thương của anh em ruột á. Thì hồi nãy thì
đông vui rồi. Cái cô, cái người nhập vô nói là đây rất nhiều, ngoài mấy tụi con ra rất nhiều vong linh ở đây. Trời. Nên nãy người ta nói đông vui. Đông vui chứ không phải là người âm chứ không phải là tụi con đông. Trời ơi. Nên tụi con nói cái đàn thí mình cúng ra đâu phải là đơn giản đâu, con hiểu không? Cái phần xác của chị đó, nhập vào đó thì lúc đó anh như thế nào rồi anh Lập? Đó giờ chị có trường hợp đó bao giờ? Nãy chị lên phần xác vậy đó, anh cũng bình thường à. Tại vì mấy lần như vậy rồi chứ phải một lần. Chị bị mấy lần hả? Mấy lần lên vậy, lâu lâu có ưa lên á. Lên chút xíu là tự nhiên tự động người ta đi vậy. Những lần khác thì có nói giống như ngày hôm nay không? Mỗi lần khác thì cũng y gan vậy đó. Dạ. Cũng như ta thiếu gì là ta lên báo cho mình biết. Là ta thiếu cái đó. Có khi vô là không biết thuốc. Giống như là không có thèm thuốc. Tự nhiên hôm nay vô là thèm thuốc. Nhưng mà những lần trước thì người ta có xưng tên không? Mấy lần trước là cũng có xưng tên. Nhưng mà có một cái là ta không có đồ uống nước, hút thuốc. Ta chỉ đòi uống nước thôi. Xưng tên gì anh? Xưng tên Bình. Bình hả? Bình là con của ai hả? Bình là anh của bà xã. Anh ruột của bà xã. Anh ruột bà xã. À, nên lúc nãy thì em gọi nghe gọi là cháu đó hả? Nên gọi Hường là cháu. Đúng. À. À, ảnh tên Nam Bình. Mất như thế nào anh? Thứ năm. Ảnh giống như đi bắt cua bắt còng về đó. Về bữa đó nước cũng chưa có ngập gì mấy nhiều đó. Nước sông vô chưa ngập gì mấy nhiều nữa, cỡ gan hai gan à. Tự nhiên làm cứ bị đột quỵ hay gì đó, rồi nằm sắp xuống rồi chết luôn. Trời. Chết rồi cũng không có hay rồi. Bữa nào người ta thấy người ta la làng rồi mới người nhà nó mới hay, mới chạy ra là đã rồi. Lúc đó là bao nhiêu tuổi anh? Lúc ảnh cũng bốn mấy tuổi. Bốn mấy tuổi. Là mất ở đâu anh? Mất ở ngoài sau chỗ sát bên cái nhà cổ này. Trời ơi. Sát bên luôn. Thì anh chôn ở đâu? Anh chôn mình đất chút bên nhà nhà của chị vợ đó. Còn con của chị là cũng mất nước luôn hay vậy? Đứa con trai lớn của chị á? Đứa con trai cũng vậy đó. Chết nước luôn hả? Chết nước luôn. Chôn ở đất bên gần chồng trước của. Dạ. Vậy là anh Bình đã mất năm nay là bao nhiêu năm? Mình chắc là ở khoảng mười mấy năm có. Vậy hả? Mấy năm có. Ngoài đó thì chị có thường bị lên những cái phần vong nào không? Có nhiều khi mấy phần vong lạ, nhiều khi cũng có nữa, cũng có vô nữa. Dạ hả? Cũng có vô nữa. Vô rồi chút xíu đi ra. À. Giống như ta vô chút xíu rồi ta đi ra. Dạ. Như lúc nãy thì cái cảm giác là rất là gợn người. Vô xong rồi thầy kêu ra mới ra hả? Đúng rồi. Còn ở nhà anh thì anh làm cái việc gì? Tự ra hay là sao? Không. Ở nhà thì không có ra. Mà lúc vào gặp thầy á, thầy giống như là tại lúc trước rồi dẫn cháu đi lại thầy á, để làm cho cháu đó thì cứ lại vào thờ gặp thầy là tự động nhập vô rồi. Thầy ở đâu anh? Tự động phát qua. Thầy ở đâu? Thầy ở Túc Bình Kiên. Quan sao? Cúng thị thực cũng như là buổi cúng cho bé Hường khỏe mạnh hơn. Thầy cũng lại đây thầy giúp hai chồng để chứng kiến rồi này kia để cho gia đình với cháu Hường nó được mạnh khỏe. Mong gì mong như gia đình được an bình với cháu được hết bệnh. Hôm nay thì cũng hữu duyên nên là nữ là mới mời được thầy đến đây để cúng ở trong một cái căn biệt thự coi như là gần người như thế này. Và lần đầu tiên mà em chứng kiến được cái cảnh mà phải nói là khá là rùng rợn. Mà đối với bản thân em thì em vẫn tin cái chuyện tâm linh nó luôn hiện hữu trong cái cuộc sống của mình. Và phần nào đó thì không thể nào dùng khoa học để giải thích được, chỉ theo một cái số thuyết tương đối thôi. Và em mong một phần nào đó Phật Pháp
sẽ siêu độ cho các phần vong linh ở đây được sớm để mà siêu thoát, để mà trở về nơi chính suối và gọi là cho bé được khỏe mạnh hơn. Đó là cái hôm nay em với Nhân muốn chia sẻ như vậy. Cảm ơn anh rất là nhiều.